OK, bổ sung các bạn. Xin chào các bạn. Wow, rất vui được gặp các bạn. OK, thì hôm nay Oxy sẽ làm món sứ tư chiên. Trước khi mình làm thì mình phải giới thiệu cho các bạn đó là nguyên liệu. Thì chắc chắn là sữa là phải có rồi. Còn thứ hai là bột bắp. OK. Còn thứ ba là bột chiên xù. Taki taki. OK, sau đó mình chén với lại một cái trứng. OK, đầu tiên thì mình sẽ vào sẽ bỏ vào chén ở đây. Sữa nha các bạn, sữa. Cái này sữa tươi nha. Cái này là 2/3. Có nghĩa là bao nhiêu ml hả? Là khoảng 150 ml. Còn cái này á là bao nhiêu ta? 300 ml, có nghĩa là mình sẽ dùng 450 ml. Tươi hay là tươi. OK, sau đó mình sẽ bỏ vào bột bắp nha các bạn. Nghe nói là nếu mà các bạn mà làm khó thì các bạn bỏ vào thì càng dễ làm, nhưng mà đừng có bỏ quá nhiều, để Oxy chỉ cho các bạn. OK, Oxy nghĩ là như đây là đủ rồi các bạn. Cho nên là bây giờ Oxy bỏ bột bắp vào sữa tươi, cười tươi lên. Hết. OK, bây giờ Oxy sẽ lấy trứng mà lấy rôm đỏ thôi. Nhưng mà thật sự là có rất nhiều cách để lấy rôm đỏ, nhưng mà Oxy sẽ lấy cái cách mà bằng chai nhé. Bàn chai không phải là bánh chai. OK. Nè, xem này các bạn, vẽ hay là không vẽ cũng lấy được. Thấy không? Mà mình chỉ còn đổ vô đây thôi. OK. OK, bỏ xuống rồi. Bây giờ Oxy chỉ cần sạp lên thôi. Trộn lên thôi. Ngồi thấy bác. OK, mình trước khi mình bỏ cái này vô là mình phải lấy bơ. Biết sao không? Để cho nó không dính và cho nó thơm. Thôi mày thích vô. OK, bây giờ Oxy bỏ vào đây nha. Ta ha, sa la. OK, bây giờ Oxy bỏ vào rồi, cho nên là các bạn chỉ cần khuấy lên cho nó, để không cho nó cháy nha. Với lại trong 5 phút là được rồi. Các bạn ơi, xong rồi các bạn. Bây giờ dẻo rồi đó. Và bây giờ Oxy sẽ cái này bỏ vào trứng này để mà bỏ trong tủ lạnh. Nhưng mà trước khi bỏ trong tủ lạnh á là mình phải làm gì? Mình phải chét vô bơ ở đây nè. Tốt. Các bạn ơi, chét bơ để làm gì? Đúng rồi, cho nó không dính. Rồi các bạn. Yeah. Bây giờ Oxy xuống dưới lầu để mà bỏ tủ lạnh nha các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn. Wow, thì sau khi 2 tiếng Oxy đã làm được cái này. Các bạn xem nhá. À, để các bạn xem nè. Đấy, nè. Đó. Thấy không? Giống như cao su các bạn. Để cái này. Sau đó Oxy, ở đây có bột chiên xù á, Oxy cái này sẽ đổ vô đây.
OK, bổ sung cho các bạn. Rồi xong rồi, wow, nãy cô chị làm khó quá trời luôn. Thì mô hình thì cô chị đã làm tam giác với lại hình tròn với lại trái tim, nhưng mà trái tim lớn thì nó vẽ rồi cho nên là cô chị không ăn được. Mà mô hình nhỏ thì cô chị không biết là nhìn có nhớ không, nhưng mà quan trọng nhất là gì, ngon thôi. Cô chị sẽ ăn xong rồi cô chị sẽ nhận xét có ngon hay không. OK, bây giờ cô chị ăn thử nha. Wow này, wow, kiểu gì phải khử chứ. Mùi OK, mùi rất là OK. OK. Mềm quá nhở. Ngon. Ngon quá nhở. Wow, cái này giống như là ăn cái súp mà ở nhà hàng mà cao cấp á. Cái kia chim bù xù nữa. Cái này 10 điểm. Cái này 10 điểm các bạn. OK, bây giờ chỉ biết điểm tốt với lại điểm xấu của món này rồi. Điểm tốt là gì? Rất ngon, 10 điểm. Wow, perfect. Điểm tốt là hết rất là nhanh. Ăn khoảng 1, 2, 3, 4 lần là xong. Là mình không có, không ăn được lại. Không ăn được lại, không ăn lại được. OK, và Uchi đấy là đúng là cái tốt. Và các bạn nào mà thích clip của Uchi thì các bạn nhớ bấm like. Và các bạn nào muốn làm Uchi làm cái những cái clip khác thì các bạn nhớ comment ở dưới nha. Uchi lúc nào cũng để ý. Mặc dù đầu Uchi không có comment nhiều nhưng mà Uchi lúc nào cũng để ý các bạn. Nhớ nha các bạn, cứ comment vào thoải mái. OK, và các bạn nhớ subscribe trên YouTube và các bạn nhớ follow fanpage của Uchi nha. Và Uchi hẹn gặp lại các bạn clip khác sau.